Chào mừng các bạn, chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại kênh video của Thành Long Auto. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu chiếc xe ngay bên cạnh tôi đây, một chiếc xe mới về, mẫu Mercedes-Benz E-Class. Cụ thể đây là một chiếc E-Class 250 bản trung đồ. Mercedes-Benz E-Class thì có 3 phiên bản: E200, E250 và E300 AMG. Đây là chiếc E250. Chiếc này là một chiếc xe lướt, chạy lướt, sản xuất 2017, đăng ký lần đầu tháng 9/2017. Bên Thành Long Auto chúng tôi cũng mới nhập chiếc này về, và thông qua video này là muốn truyền đạt với tất cả mọi người cái sản phẩm này. Chúng ta cùng nhìn tổng thể xe nhé. Chiếc xe màu trắng, nội thất màu đen, hai màu rất tương phản. Màu trắng, nội thất màu đen. Nhìn tổng thể xe thì còn rất là mới. Toàn bộ phần vỏ chúng tôi cũng đã phủ xe cao mic rồi, rất là mượt luôn. Một số điểm đặc biệt của dòng E-Class đây tôi cũng chia sẻ luôn với tất cả mọi người này. Đối với phần đầu xe, đầu xe phần thiết kế capo rất là dài, phần đầu xe rất là dài, rất là trường xe, nổi bật, nhìn thấy ngay. Đây là cụm đèn multi beam. Cụm đèn này là rất là cao cấp của Mercedes-Benz, gồm rất là nhiều các bóng LED siêu nhỏ giúp cho cái khả năng chiếu sáng được xa hơn. Đấy. Có một còn một số chức năng đặc biệt nữa cơ. Đấy. Cái này thì chúng ta có thể là xem và tìm hiểu thông qua các cái đánh giá xe ở trên mạng. Vành của bản E250 tờ bản chung này thì là vành 5 chấu 18 inch. Dàn lốp là run flat rồi. Đây có một cái đặc rất là đặc biệt này. E-Class thì sẽ có là cửa hít. Cửa hít nha mọi người, cửa hít 4 cánh luôn. Cửa hít 4 cánh. Cửa hít 4 cánh luôn. Rất sang trọng, rất nhà lịch thiệp. Chúng ta cùng xem qua phần đuôi xe một chút. Phần đuôi xe của E-Class cũng rất nổi bật với hai cụm đèn hậu sau, cũng là đèn LED. Thiết kế rất là thanh mảnh, rất đẹp. Ở phần cốp xe cũng là cốp điện tự động. Cốp điện tự động mọi người nhé. Cũng có camera lùi, cũng có các cái cảm biến trước sau. Chúng ta tham quan một chút về phần nội thất xe này, để đánh giá xem là chủ xe đi có giữ không này. Như tôi đánh giá là chiếc xe này chủ xe đi cũng rất là giữ gìn. Từ vai ghế cho đến vô lăng, các cái chỗ điểm tiếp xúc cũng đều còn rất là mới. Toàn bộ phần nội thất của Mercedes-Benz E-Class, đặc biệt là E250, đó là ghế, phần ghế toàn bộ chất liệu là da Napa, một trong những chất liệu da rất cao cấp của Mercedes-Benz. Da này thì ngồi rất là mềm và mát, rất dễ chịu. Không gian xe thì cực kỳ rộng rãi luôn. Đặc điểm khác biệt đối với E200 và E250 đó là cửa sổ trời. Đối với E250 được trang bị cửa sổ trời rồi mọi người nhé. Màn hình cỡ lớn này, có thể điều chỉnh tất cả mọi chức năng. Đây là cụm điều khiển chung của Mercedes-Benz. Vừa rồi tôi cũng có chia sẻ qua với mọi người về cái chất xe của chiếc E250 này. Ngày trước thì chiếc xe này mà lăn bánh tại thời điểm thị trường ở Việt Nam đấy, mà mua mới ở hãng đã là 2.479.000.000 rồi. Mà loanh quanh mà đăng ký vào là khoảng 2.7 tỷ. Sau 2 năm sử dụng, chiếc này đăng ký tháng 9/2017 mà. Sau 2 năm sử dụng thì chiếc này không có giá bán. Bây giờ là chúng tôi chào có 2 tỷ hơn một chút thôi. Giá có thương lượng nhá. Giá có thương lượng. Một chiếc xe còn chế độ bảo hành của chính hãng luôn. Mức giá rất là hợp lý, chúng ta tiết kiệm được khoản chi phí rất là lớn. Ngoài cung cấp các dịch vụ về mua bán xe, chúng tôi còn hỗ trợ và khách hàng là chế độ là mua xe trả góp với giá trị là 70% giá trị xe và thời gian vay được 6 năm. Lãi suất thì linh hoạt theo thị trường thôi. Cái này sẽ có một đơn vị là kết hợp với chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn tối đa. Để trải nghiệm dòng xe này, các bạn có thể là gặp trực tiếp tôi
Tôi là Long, quản lý bán hàng ở Thành Long Auto. Đấy, và các bạn có thể qua số 6 Nguyễn Văn Cừ để trải nghiệm trực tiếp và trao đổi về chiếc xe này. Chân thành cảm ơn.